Thưa quý vị và các bạn, nói đến Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống thứ hai của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là nói đến một trong những vị Tổng thống có cuộc đời bi kịch. Ông ta đang cay đắng ngậm bồ hòn những năm tháng ly hương nơi đất khách là sự nhận thức ra sự thật rằng cả đời đã uổng công phục vụ cho những thế lực ngoại bang miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm. Để đến cuối cùng, phần thưởng lại là sự khinh bỉ và nỗi căm hờn không những từ lính của ông mà còn từ những người đồng bào tại Westminster, California. Năm 1975, sự việc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi Việt Nam lại được người đời mỉa mai gọi rằng đây là một cuộc trốn chạy. Hơn 45 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều hồ sơ tài liệu thuộc loại tuyệt mật của chính quyền Sài Gòn đã được giải mã, giúp cho mọi người biết được những giờ phút cuối của một chế độ tay sai bù nhìn. Tháng 4 năm 1975, trước đà tấn công như vũ bão của quân giải phóng và sự nổi dậy của nhân dân miền Nam, từ Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, khi bị dồn vào bước cuối cùng, đã quẫn bách mà gửi thư tới ông chủ Nhà Trắng lúc đó là Ford xin vay nợ vì tự do, cốt là để tìm cơ hội tồn tại và sống sót cuối cùng. Tuy nhiên, người đồng minh Quốc hội Mỹ đã bác bỏ sự cầu cứu này và thế là Nguyễn Văn Thiệu đã bắt buộc phải từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975 với một bài diễn văn phát biểu trên truyền hình đầy ấm ức. Thiệu đã không tiếc lời công kích chủ cũ là một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo. Việc từ chức ở Nguyễn Văn Thiệu cũng tuyên bố bắt đầu những giờ phút cáo chung của một chế độ Sài Gòn với bí quyết trụ sinh là phò tá các lợi ích của ngoại bang. Cũng trong bài diễn văn từ chức đầy sự không cam lòng ấy, ông tuyên bố ngập tràn khí thế rằng mình sẽ cầm súng tham gia chiến đấu. Dù mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào vẫn còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kể bên anh em chiến sĩ. Tuy nhiên, để đi từ lời nói đến hành động là cả một quãng đường dài, vì chỉ 4 ngày sau tuyên bố từ chức, ngày 25 tháng 4 năm 1975, ông đã bí mật lên máy bay thoát khỏi Sài Gòn không ai hay biết. Cuộc ra đi của Nguyễn Văn Thiệu có sự sắp đặt của Thomas Polga, trưởng CIA ở Sài Gòn, được diễn ra bí mật trong đêm tối. Để cho việc ra đi này được danh chính ngôn thuận, Trần Văn Hương ký quyết định cử ông là đặc sứ của Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc để phúng điếu Tưởng Giới Thạch, dù thực ra Tưởng Giới Thạch đã chết từ trước đó 3 tuần. Đây là một câu chuyện khôi hài bởi tang lễ của cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch đã diễn ra tại Đài Bắc cách đó 3 tuần lễ và người đã đại diện cho chính quyền Sài Gòn phân ưu chính là ông Hương. Phải kể đến trước đó, vào tháng 3 năm 1975, sau khi quân đội nhân dân giải phóng thành công Ban Mê Thuật với cương vị Tổng Tư lệnh, Nguyễn Văn Thiệu đã tỏ ra lúng túng rồi quyết định rút bỏ toàn phần cao nguyên Trung Phần. Sai lầm chiến lược đó đã đưa đến những cuộc tháo chạy hỗn loạn khỏi các tỉnh Tây Nguyên và bị quân giải phóng miền Nam tấn công gây thiệt hại nặng. Tiếp đó, các tỉnh Duyên Hải miền Trung cũng thất thủ. Washington đã thấy trước sự sụp đổ của miền Nam, đặc biệt là từ sau quyết định của Thiệu rút khỏi Ban Mê Thuật, bởi trong suốt lịch sử chiến tranh xâm lược Việt Nam, cả người Pháp và người Mỹ đều đánh giá Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương. Đó là một vùng có giá trị chiến lược quân sự quan trọng. Ai làm chủ được Tây Nguyên sẽ làm chủ được Đông Dương. Do đó, từ đầu tháng 4 năm 1975, Mỹ đã tiến hành âm thầm những chuẩn bị cho một cuộc rút chân hoàn toàn khỏi Việt Nam. Làm thế nào diễn ra an toàn nhất? Kế hoạch của Mỹ là phải đưa 6.000 người Mỹ và khoảng 10.000 người Việt Nam đã từng cộng tác với Mỹ ra khỏi Việt Nam. Quay trở lại với cuộc chạy trốn của Nguyễn Văn Thiệu, ngày 25 tháng 4 năm 1975, nơi ông bí mật chạy đến chính là Đài Loan. Trước đó, quyền Tổng thống Trần Văn Hương hối thúc Đại sứ Martin phải áp lực ông Thiệu rời Việt Nam sớm bởi sự hiện diện của ông Thiệu gây khó khăn cho ông. Bởi khi ấy, theo Linh Mục Đinh Bình Định, người rất gần gũi với Linh Mục Trần Hữu Thanh, thì trong quân đội vào đầu tháng 3 có nhen nhúm một kế hoạch kết hợp Thiệu và Trần Thiện Khiêm, cựu thủ tướng cũ, cũng là bạn thân của Thiệu, thành một liên danh tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 3 vào cuối năm 1975, nếu chế độ Sài Gòn còn kéo dài. Chính Thiệu cũng từng tiết lộ kế hoạch này với Đại sứ Martin và cho rằng nếu ông làm Tổng thống một nhiệm kỳ nữa thì ông sẽ có điều kiện để mở rộng dân chủ. Sau khi tuyên bố từ chức vào ngày 21 tháng 4, ông Thiệu và gia đình vẫn ở trong dinh độc lập. Cho đến 7 giờ 30 ngày 25 tháng 4, ông chính thức rời dinh, cùng đồng hành với Thiệu là Khiêm, còn bà Thiệu và bà Khiêm đã rời Sài Gòn trước đó vài ngày. Sau này, các tài liệu CIA về cuộc chạy trốn tiết lộ như sau.
Ngày 25 tháng 4 năm 1975, Đại sứ Martin điện cho Kissinger báo rằng ông đã nghĩ ra cách đưa Thiệu và Khiêm rời khỏi miền Nam một cách bí mật. Người được phó thác tổ chức cuộc ra đi này là tướng Timmet. Timmet điện cho Thiệu lên kế hoạch sẽ dùng một chiếc trực thăng để đưa Thiệu từ Dinh Độc Lập đến phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng Thiệu đã trả lời rằng ông ta muốn đi ô tô để ghé Tổng Tham mưu và uống một ly rượu với 22 tướng tá. Đến chào từ biệt ông ta tại đây. Hình như địa điểm Thiệu và Khiêm đã đến chính là nhà riêng của Khiêm. Ra đến sân bay, Timmet giới thiệu Snip với Thiệu. Đây là một chuyên viên phân tích cư khôi của tòa đại sứ. Hơn nữa, anh còn là một tài xế đẳng cấp. Khi ô tô đi vào sân bay quân sự Tân Sơn Nhất, Timmet khuyên ông Thiệu cúi người xuống. Như thế an toàn cho Tổng thống. Nhưng thực chất là sợ lính gác biết được vị cựu Tổng thống này chạy ra nước ngoài, sẽ manh động. Đại sứ Martin đứng chờ sẵn ông Thiệu bên cạnh chiếc máy bay C-118. Sau đó, theo Thiệu vào tận bên trong máy bay và nói với Thiệu chúc may mắn, rồi mới bước trở xuống lên ô tô của mình. Còn về phía Frank Snape, người trực tiếp lái xe đưa Thiệu ra máy bay, kể rằng trước khi xuất phát, ông Thiệu đã vỗ vai và cảm ơn anh ta. Về sau, Snape thuật lại giây phút này bằng giọng điệu vô cùng mỉa mai. Ông Thiệu đã vỗ vai anh và nói tiếng Anh bằng giọng Pháp. Cảm ơn tất cả mọi chuyện. Sau đó Snape lại tự hỏi ông Thiệu cảm ơn chuyện gì. Tôi nghĩ chúng ta, tức là người Mỹ, đã mất 58.000 thanh niên tại đây. Ông Thiệu cảm ơn chuyện đó, hay đơn giản cảm ơn vì bản thân mình trốn đi được. Frank Snape còn nhận định thực chất đấy là một cuộc bỏ trốn, vì khi ra đi, Nguyễn Văn Thiệu đã chẳng có một giấy tờ gì chính thức biện minh cho cuộc ra đi không ngày trở lại này. Theo một vài nhân chứng kể lại, tuy không chuyển 16 tấn vàng ra nước ngoài, nhưng Nguyễn Văn Thiệu được xem là có khả năng mang nhiều vali chứa vàng và các tài sản cá nhân của ông. Theo lời kể của Frank Snape, Nguyễn Văn Thiệu mang theo mấy chiếc vali có vẻ rất nặng, và khi họ đặt vali xuống có tiếng kim loại va vào nhau. Một nhân viên CIA có mặt trong chuyến bay cũng xác nhận rằng những vali đó chứa đầy một thứ kim loại nặng. Trong hồi ký của mình, Nguyễn Cao Kỳ có viết: người ta nói là Thiệu đã mang theo những 5 vali chứa đầy đô la chạy ra nước ngoài cùng Tẩu tướng Trần Thiện Khiêm vào cuối tháng 4 năm 1975. Nhưng theo Kỳ thì Thiệu mang theo tấn hành lý và nhiều triệu đô la tiền mặt, ông ta không chuồn với số vàng của ngân khố quốc gia. Người Sài Gòn khi đó dùng giọng điệu rửng rưng và không hề ngạc nhiên khi hay tin trốn chạy của Thiệu ra nước ngoài. Bởi trước đó họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu những cuộc đào tẩu như thế của những kẻ một thời lãnh đạo miền Nam. Trường hợp của ông Thiệu cũng không ngoại lệ. Trung tá Phi Công Minh, bạn học của Hoàng Đức Nhã ở Đà Lạt, được Nhã kéo về chỉ huy đội bay trực thăng riêng của Tổng thống Thiệu trong nhiều năm, đã bày tỏ sự bất mãn với cách cư xử của Thiệu với những người đã từng là thân tín của ông ta tại Dinh Độc Lập vào tối ngày 29 tháng 4 năm 1975. Trung tá Minh kể rằng, mặc dù anh là người đảm bảo tính mạng và an toàn của Thiệu trong nhiều năm, tuy nhiên ông Thiệu chẳng nói gì với anh trước khi ra đi. Thiệu không mảy may để ý, quan tâm số phận của người cộng sự thân tín của mình. Không một lời an ủi hay một cử chỉ giúp đỡ trước khi ra đi. Nhưng sau đó, Trung tá Minh dù có điều kiện ra đi an toàn với chiếc trực thăng mà anh ta đang lái vẫn quyết định ở lại. Những năm cuối đời của Nguyễn Văn Thiệu mới thực sự là nỗi tủi nhục. Ông ta dường như không thể xác định được vị trí của mình trong tâm thế cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Phần đông số này đều oán hận và thù ghét ông ta. Một thuộc cấp của Nguyễn Văn Thiệu về sau thuật lại, vào năm 1990, Nguyễn Văn Thiệu có buổi nói chuyện với một số đồng bào tại Westminster, California. Một người đàn bà được một tổ chức chống đối sắp đặt đã cầm micro, chửi bới ông ta nặng nề. Không biết thanh minh gì hơn, Nguyễn Văn Thiệu chỉ trả lời: tôi rất thông cảm với nỗi căm phẫn của bà. Cũng viên thuộc cấp này nhận xét: tôi hiểu sự im lặng của ông ta, nỗi cô đơn và cay đắng ông ta mang theo đến cuối đời. Có thể nói Nguyễn Văn Thiệu là nhân vật mang trong mình một tâm trạng mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất. Ông ta còn bị buộc tội xả nhân xả nghĩa khi gió chiều nào theo chiều ấy. Những gì Tổng thống Thiệu đã gây ra với đồng bào ta và sự tận tụy phục vụ cho chính quyền Washington tại Việt Nam đã phải trả giá bằng sự tủi nhục và cô đơn cho đến cuối cuộc đời. Ông ta qua đời tại trung tâm y tế ở Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ sau khi đột quỵ tại nhà, thọ 78 tuổi.